Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Thì hôm nay trời hơi mưa gió một tí nhưng em vừa về vài chiếc Toyota Altis phiên bản 2022. Thì trước mặt chúng ta đây là bản V có màu 1K3 màu mới. Thì Altis được 2022 thì được phân phối ở thị trường Việt Nam với 3 phiên bản và được nhập khẩu hoàn toàn là được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Và đặc biệt một cái nữa thì là Altis thời điểm bây giờ là cái phiên bản mà để nhập châu Âu, nên là cái chuẩn khí tải nó sẽ là Euro 6 anh chị ạ. Thì đây là bên em có 3 cái màu gọi là bán chạy nhất, dự kiến sẽ bán chạy nhất là màu đen này, màu trắng ngọc trai và màu 1K3 màu xám xanh, nó giống như cái màu Cross. Nó là cái xe thứ hai sau Cross có cái màu đặc biệt này. Thì em xin giới thiệu trong khuôn khổ video này, em xin phép giới thiệu là giá bán và các cái thông tin về các phiên bản. Thì phiên bản đầu tiên là phiên bản tiêu chuẩn, bản 1.8G thì có giá niêm yết là 719 triệu. Và phiên bản thứ hai là phiên bản trước mặt chúng ta đây, bản màu 1K3 này thì là bản 1.8V có giá niêm yết là 765 triệu. Và bản cao cấp nhất là bản xăng điện. Thì đây là màu trắng bên này, em sẽ quay sang bên này. Là cái bản mà có cái ốp xanh này thì sẽ có giá là 860 triệu. Sơ bộ các phiên bản thì bản G và bản V sẽ giống nhau về động cơ, về khung gầm, về cảm giác lái. Tuy nhiên là hai bản nó chênh nhau chỉ có 46 triệu thôi, mà cái option nó khác nhau khá nhiều. Ví dụ như là từ đầu xe thì chúng ta thấy là ở cái logo của bản G ấy, nó sẽ chỉ là logo thường thôi, nó không phải là logo 3D như thế này. Và đồng nghĩa với là xe bản V này sẽ hơn được bản G là cái Toyota Safety Sense, giữ làn đường cảnh báo tiền va chạm, rồi giữ làn đường phanh khẩn cấp. Chênh nhau 46 triệu thôi, nhưng tuy nhiên là nó khác nhau khá nhiều. Ngoài ra thì la răng ở phía thông xe thì la răng sẽ là la răng khác. La răng của bản V sẽ là la răng phay xước, còn phiên bản G sẽ là la răng đúc thôi. Thì cái xe bản G thì em có một video riêng ở trong kênh em rồi. Thì nếu mà anh chị nào cần xem chi tiết hơn về cái bản G thì có thể vào kênh em, tra bản Altis bản G thì sẽ có video cụ thể hơn. Ngoài ra thì phía trong xe thì cái bản V này sẽ được trang bị là màn hình 9 inch. Bản G cũng 9 inch, nhưng tuy nhiên là bản V sẽ có một cái đặc biệt là Apple CarPlay không dây, là anh chị có thể xem map này, xem YouTube, rồi một vài chức năng giải trí khác trên màn hình mà không cần kết nối dây với cả điện thoại với cả màn hình. Đây là những cái xe đầu tiên của Toyota có cái Apple CarPlay không dây. Ngoài ra thì cả ba phiên bản đều có những trang bị mới, ví dụ như là phanh tay điện tử, rồi của cái thiết kế mới như là chuyển gương xuống thân xe. Còn cái bản xăng điện với cả bản xăng cao cấp thì cơ bản hai bản chỉ khác nhau về máy thôi. Còn option về tính năng an toàn rồi các cái trang bị trong xe thì nó sẽ hai bản như nhau, thì nó chênh nhau cũng khá gần 100 triệu, khoảng 90 triệu. Thì theo dự đoán của em thì cái bản xăng cao cấp này sẽ là cái bản bán chạy nhất. Và hiện tại thì em đang có xe giao sớm, giao ngay. Và đặc biệt là cái màu 1K3 này em thấy là lăn bánh ngoài đường rất đẹp. Thì tuy là chênh nhau có 46 triệu so với bản tiêu chuẩn mà nó hơn rất nhiều như vậy, nên là nếu mà anh chị nào cần em tư vấn thêm và kiểm tra lại cái lịch xe cũng như màu xe của từng phiên bản thì có thể liên hệ với em qua số hotline ở trên màn hình ý, thì em sẽ tư vấn cho anh chị cụ thể hơn. Trong video nhanh như vậy thì em sẽ giới thiệu như vậy thôi. Còn anh chị nào cần hỗ trợ thêm thì liên hệ với em qua số điện thoại nhé. Em xin phép hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.